Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa với chư đồng đạo kính mến. Đối với giáo lý của thầy á, tuy là nói nó nhiều nó rộng nhưng mà nó dung thông với nhau hết trơn. Cho nên đồng đạo chúng ta đã chia sẻ cái cách nào cũng là đúng, chứ không có sai. Tại sao vậy? Tại vì cái nếu mà chúng ta nắm được cái duỗi á, thì cái chài tuy là rộng tuy là lớn nhưng mà thiệt ra đó là chúng ta kéo lên cái nó nhỏ xíu lại à, bung ra thì nó rộng nó lớn. Cái chữ kinh nó cũng vậy đó, kinh Phật cũng vậy, nói rất nhiều nhưng mà hãy nắm được cho nó rõ cái nghĩa rồi đó, nắm được cái cốt yếu của bộ kinh nào thì nó nằm gọn ở trong đó, chứ không có cái gì khác hết trơn á. Nhưng mà hãy nói rộng ra mà nắm được cái ý rồi đó, nói nó không có lạc trình bày bao nhiêu nó cũng không có lạc hết trơn. Còn hãy nếu mà chúng ta nắm không có được đó thì nói một hồi đó cái người nghe người ta bị điên đảo. Là sao? Tại sao? Tại vì mình không có bố cục. Khi chúng ta trình bày cái gì ta bố cục cho nó hết và ta làm cho nó dở cái lẽ, thì quý vị mình cũng biết về cái giáo lý của thầy á, chúng ta phân tách á nhiều thiệt, đa dạng và rút trong các luật các kinh. Nhưng mà cái chủ yếu tu tập để mà chứng đạo thì chỉ có việc tham sân si thôi, chứ không có gì khác. Đồng đạo mình kinh nghiệm để cho kỹ đi. Tại sao vậy? Tại vì tất cả các cái pháp kia đó cũng đều do nơi tham sân si mà có. Cũng như Bửu Châu trình bày tôi nghe kỹ thì rất là hay, nghiên cứu như vậy. Nhưng thật ra đó, ở trong cái tám thức đó, chưa có làm tội. Tại sao vậy? Tại vì á, cái bổn phận của thức là nó như vậy thôi, cũng như cái đèn nó sáng lên để nó xoay vật thôi, chứ không có gì khác. Năm thức ngoài nó đón rước ngoài trần cảnh, nó đối nhãn đối với sắc, tai đối với thinh, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, vân vân, thì nó cũng không có tội lỗi gì hết. Rồi bắt đầu nó nếm vị đó, từ nếm cái vị đó rồi mới sanh ra cái ưa thích. Hay cái ưa thích đó mới bắt đầu là tội là tham. Rồi không có cung phụng cho nó nóng lên gọi là sân. Tất cả dạng vật không phải thật vô thường mà không hiểu không biết gọi là si. Ba món này là quan trọng. Từ đó tham sân si mới là có cái nghiệp mới tội. Chứ còn nhãn thấy sắc thường hai bận biểu. Nhãn thấy sắc thì thấy, đâu có ai cấm, đâu có ai biểu móc mắt mình. Nhưng mà có cái bận biểu, tức là bệnh rịnh, rời xa không được, mới khởi lên ba món tham sân si. Chứ không có gì lạ. Cho nên kinh nghiệm cho kỹ rồi, các pháp nào cũng vậy. Chỉ có cái, chúng ta không có nắm được cái yếu chỉ của nó đó hen, rồi cái chúng ta trình bày mà nó không có sáng được cái nghĩa là tại sao? Tại vì cái con người của chúng ta nó có hai phần, một là thân, hai là tâm. Nếu nói tu thân đó, thì chúng ta nói tu giới. Còn hãy nói tu tâm để mà diệt tham sân si, thì tu định tu huệ. Tại sao? Tại sao tu thân phải tu giới? Bởi vì thân á, nó làm ra cái tội này, cái tội nọ, cái tội kia, mà giới là để ngăn chặn tội. Vì ngăn chặn tội cho nên tâm được yên, chứ không phải giới mà sanh định đâu. Nếu chúng ta nói theo kinh giới sanh định là bị lầm. Đắc đạo do nơi sáng suốt, do nơi huệ, tức là do nơi trí chứ không phải do nơi giới. Khẳng định là như vậy. Cho nên có một cái vị á, ở bên này chê đạo Phật giáo Hòa Hảo, giữ giới ít quá, gửi cái thơ qua bên Nhật á, hỏi ông Thanh Sĩ. Cái vị này xuất gia, vị tu sĩ nữ. Ông Thanh Sĩ trả lời là đạo của đạo Phật á, đắc đạo do nơi giác chứ không phải do nơi giới. Rõ ràng
giữ giới chỉ có ngăn tội thôi. Ngăn tội tức là gì? Là mình không có phạm tội, không phạm tội là huề. Cũng như nó nói tôi không sát sanh, không sát sanh là không phạm tội thôi, chứ chưa có công, có đức gì hết. Vì vậy mà còn phải tu tâm. Tu tâm tức là gì? Là tu định, tu huệ để mà diệt hết tham sân si. Bởi vì cái tánh tham là cái tánh vọng động, cái tánh vọng động cho nên cần phải định lợi. Còn cái tánh si là cái tánh mê. Vì vậy mà phải tu huệ ăn sáng suốt. Tham và sân là hai cái tánh vọng động cho nên phải tu định. Còn cái mê muội là phải sáng suốt. Thì trong giáo lý thầy có đủ những cái pháp tu như vậy. Chúng ta nghiên cứu cho kỹ thì bao nhiêu căn nhiễm dưới trần thì cũng nổi lên tánh tham, sân, si chứ không có gì khác. Rồi ngũ quẩn, chấp thân, chấp ngã cũng khởi lên tham, sân, si chứ không có gì khác. Rồi trên thế gian này thiên hình vạn trạng. Cảnh vật thì cảnh vật, chúng ta không khởi tham, sân, si thì không bị mắc, không bị trói trong đó. Cho nên bị cái tham, sân, si mà nó luân chuyển từ hồi đó tới giờ, vô lượng kiếp tới bây giờ. Vì vậy mà hôm nay chúng ta tu tập bàn với cái di thức, đó là bàn chỉ có cái thức chứa thôi. Bởi vì cái thức A-lại-da nó mãn nghiệp và dẫn nghiệp. Ngay ở trong kiếp này nếu nó hết cái nghiệp thì nó dẫn đầu, thì tùy theo cái nghiệp. Bây giờ chẳng hạn như đó, chúng ta cần hiểu cho nó rõ cái này chút xíu. Nếu mà dẫn nghiệp là nghiệp xuất sanh tỷ dụ. Nghiệp tỷ dụ nha, cái này mình tỷ dụ cho nó ai. Chẳng hạn như nghiệp nặng quá, sanh vào xuất sanh thì là gì? Thì là sanh trâu hay là sanh bò, tùy theo cái nghiệp đó mà nó hưởng thụ với cái nghiệp đó. Ăn cỏ, ăn rác chứ đồ ngon không ăn được. Đâu phải như mình ăn cái cao lương mỹ vị được, bị cái nghiệp đó. Rồi địa ngục thì phải chịu lửa đốt, phải chịu nấu ở trong chảo dầu, phải chịu núi lửa, phải chịu rừng đao. Thì do đâu? Bây giờ nó thay đổi lại, là cái nghiệp nó vậy đó. Cái món ăn của người phàm của mình ở đây đó, chư thiên ăn không được. Rồi cái món ăn của người súc, loại súc sanh mình ăn không được. Cái cảnh của địa ngục mình ở không được là do nơi cái nghiệp. Hãy sanh lên đâu đó, cái thức A-lại-da mà nó bị nghiệp dẫn rồi đó, dẫn vào ở trong cái giới nào thì phải sống theo cái giới đó. Nếu dẫn nghiệp lên chư thiên thì chư thiên nhìn thấy nước đi sông mình đó. Tuy là ở đây mình thấy nhiễm, nhưng mà chư thiên thấy là ngọc lưu ly. Nhưng mà trái lại ngạ quỷ thì thấy là lửa, còn mình thì thấy là nước. Cá thì thấy là lầu đài, nhà cửa chỗ cho nó ở là do nó cái nghiệp là vậy đó. Cho nên khi nó mãn cái nghiệp của chúng ta rồi, chúng ta sanh về đâu thì chúng ta hưởng thụ với cái nghiệp đó nó hiện ra. Hãy chánh báo là cái thân thế nào thì y báo đáp lại y như cái nấy. Còn nếu ta sanh về cực lạc thì cái chánh báo là liên qua quá sanh, thì cái y báo tức là bảy món báo chúng ta thọ dụng. Thì do đâu? Chúng ta đặt lại cái dấu hỏi, do nguyên nhân nào? Nguyên nhân tham sân si mà có. Tham làm phước thì sanh lên cõi trời, hưởng cái quả chư thiên an vui tự tại, nhưng mà rốt cuộc hết cái phước rồi cũng chết xuống. Đó là cái lối để cho chúng ta tìm hiểu tâm của chúng ta nó biến chuyển như vậy đó. Vì vậy mà tại sao quay lại tâm? Quay lại tâm tức là xoay trở lại mình, coi cái tâm của mình nó nghĩ về cái vấn đề nào nặng. Nếu nó nghĩ thiện nhiều thì khỏi có hỏi ông Phật, ông Thánh, ông Tiên nào hết. Mà ngay ở trong cái kiếp này bỏ xác là đi về cõi trời. Bởi vì thiện nghiệp tức là phải sanh về trời. Còn hễ ác nhiều thì phải chịu đọa vào ở trong cái cảnh khổ. Nghiệp là nó là như vậy đó. Hễ nó kéo đâu thì cái y báo nó theo đó. Con heo nó nằm ở chỗ dơ, mình không dám bước dò xuống, nhưng mà nó phải ở đó. Tại vì cái nghiệp của nó thấy chỗ đó là mát, cái chỗ đó phải nằm như vậy để mới được. Cho mình thấy cái đó là mình kinh nghiệm là cái nghiệp là nó như vậy đó. Cho nên những cái nghiệp đó đều là do nó tạo thiện và ác, cho nên mới có cái hưởng khổ và vui. Bởi vì trên thế gian này trùng trùng điệp điệp không biết bao nhiêu loài. Nếu tính ra hết đó là hàng tỷ loài, thì cái loài nào theo cái nghiệp nấy, chứ không có pha trộn với nhau được. À, nó như vậy đó. Nhưng mà ở đâu thì cái nguyên nhân cũng do nơi ba món tham sân si, không có gì khác. Chữ tham này đó, nếu mà tham thiện tham ái thì sống trở lại cái cõi dục này. Tham danh tham lợi tham tình thì trở lại cái cõi dục này. Còn hãy tham nặng quá thì xuống ở cái cõi dưới, cái cõi khổ. Rồi cái cách tu thì nó có nhiêu đó, chứ không có gì khác. Chỉ có giới định huệ gọi là tam học thuyết.
bao nhiêu, luận ra bao nhiêu, cái phương pháp đều là không có nằm ở ngoài. Tại vì chúng ta chỉ có thân và tâm, cho nên mới có ba cái pháp tu. Tu giới là tu thân, còn tu định tu huệ là tu tâm. Này, gìn giới cấm, sửa tâm ô tạp. Cái tâm nó đụng đâu nó nhiễm đó, cho nên cái thân làm biết bao nhiêu tội. Vì vậy mà giữ giới ngăn chặn không cho thân làm tội, tức là chặn cái tâm, cái tâm dơ, cái tâm xấu, chứ không có gì khác. Chứ không phải tu giới mà cái tâm thanh tịnh, nghĩ như vậy là nó làm. Cho nên cái hàng mà tổ tổ tương truyền với nhau, ta không có nói giới, mà lại chỉ khai thị bằng cái tâm. Hãy khai thị mà giác ngộ được là thành Phật. Cho nên giác mới là Phật, chứ không phải giới là Phật. Nhận định là như thế. Đồng đạo chúng ta đừng nghĩ làm giới của Phật giáo Hòa Hảo là không thành Phật. Giới Phật giáo Hòa Hảo là ngăn ngừa những cái ô nhiễm. Mà ngăn ngừa những cái ô nhiễm rồi thì chúng ta yên tâm mà tu tập, không còn sợ nữa. Ai mà hãy có làm quấy, ai mà có làm quấy thì cái người đó tâm động hoài à, không có yên, lo sợ đủ thứ trơn. Cho nên gọi là tâm động là do nơi phạm tội. Còn mình là không có làm tội. Quý vị nào đi làm từ thiện, đi làm phước những ngày lễ, thầy quý vị thấy không? Về cái tâm yên, nghĩ nó khỏe khoắn làm sao đâu á. Vậy thì mình thấy như vậy mình sẽ biết rồi, chứ không có gì khác. À, đó là như thế gọi là tu tâm và tu thân. Hãy nếu bạn tu tâm, bạn cái gì bạn, nhưng mà rốt cuộc rồi thì kết luận nó cũng phải diệt tham sân si thì mới thành công thôi. Bằng mấy cái kia là bằng mấy cái dẫn nghiệp dẫn tội đó. Tới bàn thân sân si là bàn diệt nghiệp, diệt tội. Hết tham sân si thì đắc đạo, chứ không có gì khác.